Hello, chào các bạn nha. Mình đang đi ra ngoài sau vườn để cưa cây các bạn. Phát hiện thấy cái cây mận các bạn, cây mận tam hoa. Ở nhà mình thì trồng cũng nhiều loại mà có cây mận này là ăn ngon rồi các bạn. Ăn được, ăn ngon. Cái trái mận này thì cây mận nó cũng quý lắm rồi các bạn, ăn nó ngon á. Trồng cũng 4-5 năm gì rồi, mà tại mình ít có săn sóc các bạn, mận này khó trồng lắm. Giờ nó đang cho trái cũng nhiều nè. Phải không, cây mận này có mấy năm rồi. Mặn này nó khó trồng, tương đối khó trồng rồi các bạn. Trồng mình phải săn sóc nó dữ lắm, phải dòm ngó tới nó mới được. Ừ, mấy đợt trước thì nó có chỉ có vài trái à các bạn. Đợt này cái cây nhánh tàn nó phát triển thì nó ra trái được nhiều á. Mặn này cái trái nó màu xanh đó, màu xanh giống như xanh lá cây đậm các bạn, mà nó hơi to to. Đây có chùm này bự nè. Bên đây nè. Để mình lựa cái nào bự nhất mình cắt mình ăn thử nha. Cái đợt trước thì trái nó tương đối nhỏ các bạn, nó không có lớn lắm cho nên mình không có ăn, nó không có ngon. Trái tuốt ngoài đó bự quá. Trái ngoài đó, hai trái này nè. Cái chùm này trái nó bự nè, ăn được nè. Ừ, chùm này cũng được. Chùm nó cỡ 10 trái. Thấy các bạn, cái mặn tâm hoa nó gì nè. Mặn này mình không có bao bọc lại thành ra cái khả năng nó bị dội á các bạn. Ông vàng. Ờ mấy coi mấy con ong á, con ong vàng nó cắn. Ngon cây gọt như khỉ. Mặn tam qua nó có cái hộp giữa. Rồi có đem bịch muối ra nè. Nè ông vàng cầm, chết cầm đi nè. Đây các bạn có đem bịch sẵn bịch muối theo, bịch muối muối ớt các bạn. Muối ớt nhà làm. Đi ra làm công chuyện mà không lẽ chạy vô nữa thì nó lâu lắm, tách muối ớt theo. Tách muối theo đi ra đây, đi ra vườn có cây trái gì chấm ăn luôn. Đây các bạn ơi, mặn tâm hoa nha, ngon lắm nha, để bạn thử. Mặn này mà nếu mà mình trồng tốt với các bạn, vô phân thuốc đầy đủ á thì cái trái của nó to lắm, nó bự lắm. Ngon. Mặn này chua chua ngọt ngọt phải không? Chua chua ngọt phải không? Nó có nước nhiều giống như mặn này, nó dễ khác. Mặn này ngoài chợ người bán mất tiêu. Ở đây đặc phẩm bèo cám nhiều lắm, bây giờ bèo cám mất tiêu hết trơn, gũi hết trơn, giờ ra mấy cái bèo tai tượng. Mấy bèo này thì ốc các bạn, ốc nó khó ăn, mấy bèo này dữ lắm. Đây một cái trồng lên nè. Mặn này nó có hộp cái gì đó. Ở mình đó có hai trái sòi nữa kìa. Sòi đòn ten còn ten bánh. Lâu hả? Hả? Sòi đầy lo. Ừ. Bông mặn chưa nở nè. Vài bữa nó nở thì có mặn nè. Đây còn nên dùng bông. Đây các bạn, bông của nó nữa bạn. Bông của mặn tháng qua đó. Nó rồi nó nở từ từ lên vậy đó. Mình nói cái bông bự đó. Mình trước. Rồi thành trái. Đây chùm. Để nó bự nè. Cây mặn có trái có hay đâu. Hôm qua vớt bèo nhìn thấy cái mặn dưới đó, mới nhìn lên cây mặn nó có gì trái mặn. Ăn mặn chèo con trái gì nó mới ngon đó, các bạn. Cái muối không? Ở trong nó hơi có cái gì đó, nó hơi sâu sâu. Sâu gì mà giống như trứng sâu vậy. Mặn là trồng hoàn toàn tự nhiên nha. Ngon cực kỳ luôn. Mặn là vô phân thuốc ăn là nhất không ngon. Tự nhiên thì ăn ngon. Mặn cho ra đâu chung. Chùm trên đầu nó chắc ngồi không còn trái. Ăn rồi phải lựa cái bự nhất mới ăn. Cái nhỏ nhỏ này để dành.
Trái nó ngon, trái này bự ngon. Nhà bị em gùi đục rồi cái dồi nè. Nó hơi bị đục. Mặn này ngon hết trái nào cũng hộp đi. Lên. Sắp đẻ nó theo bếp kìa. Chó đang có bầu các bạn, sắp sửa đẻ rồi. Dưới đó có trái xài nó bị rụng các bạn. Trái xài này trái cũng khá nhiều nè. Đây có hai trái lòng thòng luôn. Để mình cắt ăn thử cái xài này nó chua không. Xài Đài Loan các bạn, nhưng mà mình không có săn sóc á. Khỏi cần bẻ gọt hơn nữa thôi. Gọt còn mũ luôn. Mũ này không biết ăn có sao không. Ngon lắm, ngon chứ, giòn rồi, gọt miếng này ngon lắm, giòn nó giòn với đậm cái mùi xài rồi các bạn. Đang không có xịt phân thuốc á, còn xịt thì nó ăn nó muối sợi nó hơi bị lạc. Này dài bữa sau quay lại coi chứ xài ra làm sao. Mình để thử các bạn, biết nó có lạnh hay thối hay hư luôn. Dính cái bụi này. Đây hai chặng. Nè, ông là có ông gùi đó. Rồi. Ông gùi đang đậu chích cái xài gì trời nữa chứ xài hơi á. Đâu. Nó mới đụng vô bay hoài. Bên đó mặn có trái kìa mà cái mặn đó mặn chua. Mặn chua mặn đỏ các bạn chứ không phải mặn tầm qua nha. Nè. Rớt xài. Đây có cái xài bị rớt nước này, nó bị rụng. Bị rụng mà chắc con này kia nó đấy. Rụng cũng mấy ngày rồi, nó thừ lừ. Còn cứng không? Mềm. Nhớt. Nhớt cái vỏ đó. Này xài rụng. Mũ dữ ha. Mình ăn thử nha bạn. Xài cũng 3-4 ngày ăn không biết nó hôi nước không? Nó có bị hôi nước không hay gì. Cũng nước à. Chấm muối ăn được. Ăn với cây không chấm muối ăn khó ăn. Mềm lạc. Mềm lạc các bạn hết. Hết ngon. Dục. Dục cho con miếng ăn. Mềm nhưng mà cũng không đến nỗi mềm quá mà ăn hết ngon. Rồi clip của mình đến đây xin được tạm dừng nha. Chào tạm biệt các bạn.